Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Breaking News. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài viết Mỹ đối phó với hải cảnh tàu cá Trung Quốc như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ được dự báo sẽ tăng cường các biện pháp ứng phó với tình trạng tàu hải cảnh và tàu cá Trung Quốc đang gây bất ổn tại các vùng biển nhạy cảm. Tờ South China Morning Post dẫn lời các nhà phân tích dự đoán trong năm 2019, Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai về hải cảnh và đội tàu cá bọc thép cơ lớn đóng vai trò như dân quân biển đến hoạt động tại những vùng biển mà nước này áp đặt tuyên bố chủ quyền phi pháp. Lâu nay, hai lực lượng này được gọi là hàm đội thứ hai và thứ ba bên cạnh hải quân và là công cụ để Trung Quốc tăng cường hiện diện trên biển mà không cần phải triển khai quân đội. Nếu xảy ra đối đầu, Trung Quốc có thể chỉ trích lực lượng chức năng các nước khác đàn áp tàu dân sự và mượn cớ triển khai lực lượng chính quy với danh nghĩa bảo vệ ngư dân. Hiện nay, Hải quân Trung Quốc và gần 20 nước khác đang tham gia bộ quy tắc ứng xử khi chạm trán bất ngờ trên biển nhằm tránh nguy cơ xảy ra đụng độ không lường trước. Thế nhưng, nhiều nước và giới chuyên gia gần đây đã liên tục cảnh báo về những hoạt động quan ngại và mất ổn định của tàu hải cảnh và tàu dân quân biển của Trung Quốc tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong bài phát biểu chúc Tết lực lượng hải cảnh mới đây, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hứa Kỳ Lượng đã kêu gọi chuẩn bị tốt trước mọi tình huống có thể xảy ra tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tân Hoa Xã còn dẫn lời tướng hứa thúc giục lực lượng này hãy kiên định bảo vệ cái gọi là quyền và lợi ích của Trung Quốc ở những vùng biển nhạy cảm. Nhận định với Morning Post, chuyên gia Adam lee của Đại học Mark Khoai của Úc nói những lời phát biểu của ông hứa là chỉ dấu cho thấy hai cảnh Trung Quốc đóng vai trò then chốt trong thực thi tuyên bố chủ quyền của nước này, giúp hải quân giành tay thực thi những kế hoạch quy mô. Chuyên gia Colin Coates của Trường Nghiên cứu Quốc tế Raja Ratham tại Singapore cũng cho rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục sử dụng con cờ hải cảnh và tàu cá tại những vùng biển nhạy cảm. Theo giới chuyên gia, đến nay các bên vẫn đang chật vật tìm biện pháp hữu hiệu ứng phó với hạm đội thứ hai và thứ ba của Trung Quốc mà không khiến tình hình vượt tầm kiểm soát hoặc tạo cớ để nước này đẩy mạnh quân sự hóa trên biển. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ đã bắt đầu tìm kiếm đối sách và hồi tháng 10 năm 2018 Lầu Nam Góc đã lần đầu tiên trình lên Quốc hội báo cáo chi tiết về tàu cá Trung Quốc. Lực lượng này được trả lương nên hầu như không có chức năng đánh bắt để kiếm nguồn thu về thương mại mà đóng vai trò lớn trong những hoạt động dọa dẫm nhằm phục vụ mục đích chính trị của Trung Quốc. Mới đây, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington DC, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ John Richardson đã kêu gọi cộng đồng quốc tế phải mở rộng các quy định an ninh trên biển để bao gồm cả hải cảnh và tàu cá vũ trang của Trung Quốc. Ngoài ra, các chuyên gia thuộc Đại học Sydney của Úc và Diễn đàn Thái Bình Dương, trụ sở tại bang Hawaii của Mỹ, vừa ra báo cáo chung kêu gọi Washington phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và các đối tác trong khu vực để đẩy lùi chiến thuật sử dụng các lực lượng quân sự trá hình trên biển. Tờ South China Morning Post dẫn lời nhà phân tích Lyle Morris thuộc Tổ chức Nghiên cứu RAN của Mỹ, nhận định những diễn biến mới, đặc biệt là phát biểu của đô đốc Rick Jackson, phản ánh sự thay đổi quan trọng trong tư duy của Mỹ và chắc chắn rằng Lầu Năm Góc sẽ có động thái đối phó với hai hạm đội của Trung Quốc. Trong một diễn biến liên quan khác, Hải quân Mỹ ngày 11 tháng 2 thông báo hai tàu chiến Mỹ đã áp sát đá vành khăn của quân đảo Trường Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam nhưng hiện nay đang bị Trung Quốc chiếm giữ, bồi đắp phi pháp, thanh đảo nhân tạo. Đài CNN dẫn lời phát ngôn viên Klaidos của hạm đôi bảy thuộc Hải quân Mỹ cho biết rằng hai khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường Spuen và Prepper vào ngày 10 tháng 2 đã đi vào vùng 12 hải lý xung quanh đá vành khăn. Ông Klaidos cho hay hoạt động của hai tàu khu trục tuân thủ lập pháp quốc tế nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại Biển Đông và thách thức những tuyên bố quá đáng về chủ quyền trên biển của Trung Quốc. Đá vành khăn nằm trong số 7 bãi đá tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp và ngang nhiên bồi đắp thành đảo nhân tạo trong vài năm gần đây. Trước đó, vào tháng 1 vừa qua, tàu khu trục Mỹ Mark Campbell đi vào khu vực 12 hải lý khu vực đảo Cây, đảo Lincoln và đảo Phú Lâm. Ba đảo này nằm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp. Người phát ngôn hàm đội Thái Bình Dương của Mỹ Rachel Magma vào hôm mùng 7 tháng 1, đã xác nhận rằng tàu khu trục Mark Campbell đã thực hiện chuyến tuần tra bảo vệ tự do hàng hải. Đây là những động thái mới nhất trong chiến dịch tuần tra đảm bảo tự do hàng hải của Mỹ tại Biển Đông vào hồi đầu năm 2019. Hoạt động tuần tra diễn ra giữa lúc các quan chức thương mại của Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán và nhằm tìm kiếm thỏa thuận dàn xếp cuộc chiến thương mại song phương, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Có 20 ngày còn lại trong thỏa thuận đình chiến 3 tháng trong cuộc chiến thương mại trước khi mỹ tiếp tục áp thuế cao hơn đối với hàng hóa của trung quốc bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo